Xin chào mọi người. Tiên Võ Đế Tôn cũng là chân mệnh đế tiên 769. Bên ngoài tiểu viên, Tần Mộng Giao vừa rời đi đã quay ngược trở lại. Nàng liền ngồi xổm ở dưới góc tường, từ trong ngực móc ra một chiếc gương. Gương này chính là gương huyền cơ, thần kính chuyên dùng để nhìn trộm. Nàng mới trộm được liền chạy về đến, tất nhiên là muốn nhìn một chút hình ảnh hương diễm điên loạn đảo phượng kia. Lần đầu tiên mà phải học hỏi kinh nghiệm chứ, ngày sau nàng liền sẽ cần dùng đến. Trong lòng đang suy nghĩ, nàng vẫn không quên ngoái nhìn sau lưng mình một chút. Đến nhìn đến cũng phải là chỉ có một mình nàng, còn có cả Triệu Vân. Triệu Vân vốn là không muốn tới, là bị nàng cứng rắn ép đến đây, cũng không được rời đi, nhất định phải kéo hắn cùng nhau xem trực tiếp tại hiện trường. Nàng học còn rủ Triệu Vân cùng học theo, chưa biết chừng nhìn thấy liền kích động, hai người bọn họ liền cùng nhau lên giường. Vừa ngẫm lại chuyện này liền cảm thấy rần hết cả người. Ngươi là ăn no rỗi việc sao? Triệu Vân cặc lưỡi nói, nhìn Tần Mộng Giao giống như nhìn xem thành nhân, thật sự là một người tài à. Cô nương này thật sự là cởi mở, chuyên môn cho đến nhìn trộm, rình có chuyện động phòng mà cũng phải chuẩn bị đầy đủ đồ chơi. Thế nào lại còn ngồi như vậy, thật là lãng phí tuổi thanh xuân. Tần Mộng Giao không thèm phản ứng Triệu Vân, vùi đầu ôm lấy kính huyền cơ, trong miệng lẩm bẩm. Hiển hiện bên trong kính huyền cơ chính là hình ảnh bên trong tiểu viên. Diệp Đại Học cùng Sở Linh vẫn không hề gấp gáp, nhưng nàng ngược lại là rất cấp bách, ngồi rình chuyện người làm chuyện đó, nương môn này một chút cũng không đỏ mặt ra. Ôi, người trong đồng đạo à? Có tiếng cười lặng lẽ vang lên, phiu phiu phiu, chín bóng người liên tiếp rơi xuống, ròng rã tạo thành một hàng. Triệu Vân nhìn lướt qua, không khỏi nhíu mày, cũng đều nhận ra. Bọn hắn chính là chín tên binh tướng dưới trướng Tần Nghiễm Vương, chín người không sót một ai, đều có mặt là hẹn nhau cùng tới. Chuyện hấp dẫn như thế kia, thế nào có thể thiếu được bọn hắn chứ? Toàn có mà nó thích xem hình ảnh kia. Bọn hắn cũng đều muốn nhìn một chút đặc sản của đệ nhất điện Diêm La có dữ dội hay không. Tràng cảnh kia hẳn là đất rung núi chuyển, uy lực rất lớn. Bọn hắn chưa từng nghĩ tới Triệu Vân cũng có mặt tại đây. Hắn là nam tử, thật cũng không có gì, nhưng lúc vừa nhìn thấy Tần Mộng Giao nên có thể giữ được bình tĩnh. Bọn ta nhận biết ngươi là kẻ lúc trước đánh bại Minh Tuyệt. Tiểu tử ngươi rất trâu bò, đồ những của Minh Đế đều đập cho nằm sấp. Không nghĩ tới ngươi cũng thích xem cảnh hấp dẫn này, hiểu biết của anh hùng cơ bản đều là giống nhau. Chín người nhìn thoáng qua Triệu Vân liền đều ngồi xổm ở góc tường, tấm tấm ròng rã ngồi một loạt, mỗi người đều xách ra một gương soi mặt nhỏ. Mỏa nó, tìm một sắc để là kính huyền cơ, trang bị đồ chơi rất đầy đủ. Triệu Vân bỗng nhiên coi được khóe miệng, biểu lộ có chút đặc sắc. Chín người này lại thêm Tần Mộng Giao, ròng rã 10 tôn minh tương, hơn nửa đêm không chịu đi ngủ, lại là tụ thành một đám chạy tới nhìn trộm. Mà lại đều tự mang theo thần khí, làm cho hắn có cảm giác mình chỉ là một kẻ nghiệp dư. Xem ra chuyện như thế mấy người này cũng làm qua không ít ra. Còn bé này chứ còn học điều không tốt, không thành thật ở nhà đi ngủ lại chạy tới đây nhìn trộm sao? Lôi Minh Tương quái nó tay một cái, còn có mặt mũi nói ta sao? Tần Mộng Giao nhất nhìn chính người một chút, một cái mặt xem thường. Lão đường vừa nhìn đã biết các ngươi cũng chẳng tốt lành gì. Chính ca ca chúng ta cách việc này thực hành cũng không tệ, sau khi xem xong chúng ta tìm một chỗ tâm sự được không? Cút! Tần Mộng Giao phất tay, một bàn tay vỗ đổ nguyên một đám. Triệu Vân đã không đành nhìn lòng, nhìn thẳng xoay người rời đi. Hơn nửa đêm không chịu đi ngủ, thật sự là nhàn rỗi, ta cũng không rảnh rỗi cùng các ngươi đi lướt sóng. Bên ngoài tiểu viên, đám người đó chuẩn bị sẵn sàng, nhưng trong tiểu viên lại thực sự là im ắng. Diệp Đào cùng Sở Linh còn ngồi ở đó, một câu cũng nói. Ai ngồi phía trên, ai nằm phía dưới, giường của chúng ta có chắc chắn hay không? Sở Linh là càng nghĩ đến càng đỏ bừng mặt, nàng là thành cầu đại hà. Cái ý nghĩ trong đầu này thế nào còn hiện ra lung tung, kỳ quái như thế? Sự dày dặn của nữ tử để gò má nàng tức thời nóng bỏng, luôn muốn tìm một lỗ chui vào, chuyện này thật sự quá xấu hổ. Ta không cho nàng uống rượu, mặt mũi này thế nào lại còn đỏ như thế chứ? Diệp Đào cười cười,
trợn tròn hai mắt nhìn chằm chằm gương mặt Sở Linh. Ai cần huynh lo? Sở Linh đứng dậy, trừng mắt liếc nhìn Diệp Thái Hào một cái, liền bước vào bên trong phòng, nét ửng đỏ đã lan tràn đến dưới cổ. 80% là đang nghĩ tới chuyện xấu xa. Diệp Thái Hào lắc lắc đầu, phủi bông một cái, tất tự giác đi theo vào trong phòng. Bất chợt, trong phòng kia liền truyền ra tiếng vang ầm ầm. Tiếng vang đó liền tự như có kẻ trộm trong phòng đang xoay loạn, đập loạn đồ vật, bàn ghế, nồi bát, bồn thầu bị đập nát tung tóe khắp sàn nhà. Rất nhanh, Diệp Đào liền ra tới là bị một chân đá ra. Ai nhà nhà, Tần Mạc Giao bỏ hắn, từng người nhìn mà líu lưỡi. Đường đường là hoang cổ Minh Tương, ngay cả Minh Tương của chính điện để đập cho tàn phế lại bị Thần Cầu Đại Hà thu thập, thật sự là xấu hổ. Diệp Đào thân hình chật vật, ôm lấy cái eo, hoàn toàn nhất xác là rất xấu hổ. Cũng không phải là anh không ra tay, mà là anh thật sự đánh không lại Sở Linh Nhi. Ai sẽ nghĩ đến, trong cơ thể Sở Linh lại có một tôn Thuận Đế Binh. Không biết tên khốn kiếp nào đáng giết ngàn đao đã đưa cho nàng tôn Thuận Đế Binh rất là trâu bò. Thuận Đế Binh không phải là trò đùa, lần này mới vừa một tới hai đi, anh thì bị đá ra tới, tư thế vẫn là văng ra, bá khí ầm ầm. Cảnh tượng này cùng lúc tại Hằng Nhạc Tông cực kỳ giống nhau. Khi đó Sở Vinh cũng không có ý ký ức, trong cơ thể cũng có một thần binh hung hãn, vô địch ôm vợ đi ngủ lại bị tóm đầu đánh cho một trận. Thật xấu hổ mà. Diệp Hào lau máu mũi một cái, chạy thẳng đến bên ngoài tiểu viên, không thể lên giường cùng Sở Linh, nhất định phải đi tìm vui vẻ một chút. Mà niềm vui này đương nhiên chính là 10 tôn minh tương ở ngoài tiểu viên kia. Thật sự cho rằng giả tử là mắt mù rồi hay sao? Các người bản lĩnh ẩn nấp còn kém xa ta, còn muốn xem trực tiếp tại hiện trường, vậy thì phải thật tốt chơi đùa. Không bao lâu sau, 9 bóng người liền lấy kích bay ra khỏi quỷ thành. Xét thấy tâm tình không thoải mái cho lắm, bảo bối toàn thân của 9 người đều bị Diệp Đào tạm giữ làm vật bảo đảm, đều không chừa lại một chút gì. Về phần Tần Mộng Giao, Diệp Đào tên kia vì thương hương tiếc ngọc liền tặng phong ấn cho nàng, cũng không nhiều lắm, cũng liền trên dưới 100 đạo mà thôi. Ta đã đi ngang qua, cái gì cũng chưa nhìn thấy. Tần Mộng Giao ha hả cười không ngừng, bị bắt quả tang có thật là rất xấu hổ. Ngươi đã có Triệu Vân, một tiểu tử đỉnh soái ca, không tìm chút chuyện quan trọng mà làm, còn chạy tới đây nhìn trộm, thật không có chút thú vị nào. Lần đầu tiên ta cái gì cũng không hiểu, phải học tập kinh nghiệm một chút. Cô nàng này nó đang hồn hồn đẩy lý lẽ, đem chuyện nhìn trộm nói thành thực sự thoát tục. Học kinh nghiệm sao? Sao không nói sớm đi, ca dẫn người đến một nơi tốt. Diệp Đào vung tay lên dẫn theo người liền đi. Quỷ thành trong đêm tuy là yên lặng nhưng vẫn có nơi náo nhiệt. Cái gọi là nơi náo nhiệt chính là nơi nam nhân thích đến, chính là thiên đường dành cho nam nhân, mỗi khi đến ban đêm đều phi thường náo nhiệt. Người dẫn ta đi đâu? Tần Bằng Giao trừng mắt nhìn Diệp Đào một chút. Một đôi tốt đó, ngươi tuyệt đối sẽ thích. Diệp Đào nhếch miệng cười một tiếng. Nói xong, cái thằng này bước chân liền tăng tốc, đi đứng rất là nhanh nhẹn. Tần Bằng Giao không giãy giụa, lại không thể xông phá phòng ấn của Diệp Đào. Phòng ấn quá nhiều, trên dưới đủ 100 đạo. Diệp Đào quả thực là quá vô sĩ. Không bao lâu sau, Diệp Đào mới tại một tòa lầu cát ngừng chân. Tòa lầu cát này rất rộng rãi, có 3 tầng, khí tức hồng trần nồng hậu dày đặc, còn chưa tiến vào nên có thể ngửi được mùi son phấn hương từ trong đó bay ra. Xa xa nhìn tới, lờ mờ có thể nhìn thấy trên 2-3 tầng lầu có các nữ tử yếu điệu đánh đàn, rót rượu, làm điệu làm bộ. Lại nhìn tới cổng lầu cát chính là từng nữ tử quần áo xộc xếch, trong tay vung vẫy lụa dài lanh lảnh, nói một câu: đại gia làm sao giờ này mới đến à? Đúng rồi, đúng là chỗ này. Diệp Đào vuốt vuốt tóc. Không sai, đây là một thanh lâu. Nói thông tục một chút, đó chính là một lò thiêu nữ tử. Là nói ngay thẳng một chút mà nói thì chính là kỹ viện. Minh giới cũng có thanh lâu, sinh ý cũng không tệ lắm. Từ tiểu quỷ cho đến minh tương đều có. Công đức cùng minh thạch đều là tiền tệ thông dục ở nơi này. Diệp Đào rất khéo hiểu lòng người, thay cho Tần Mộng Giao một thân nam trang. Nếu không bị nhận ra, thành đầu để sợ rất náo nhiệt. Diệp Thái Hậu, Tần Mộng Giao phát điên, thanh âm rất có tự tính, rất chói tai, hai mắt đẹp
nở rộ tia lửa. Nàng phải phát điên thôi, chị Nhân và Năm không gặp lại bị nàng gặp được. Đường đường là một tôn minh tương, đúng là đưa nàng tới Thanh Lâu. Chuyện này nếu như truyền đi, nàng sẽ trở nên rất nổi tiếng, sẽ là kế sau Diệp Đại Học cùng Triệu Vân, là người nổi tiếng nhất âm tà địa phủ, không có người thứ hai. Muốn học hỏi kinh nghiệm, nơi này là học nhanh nhất. Dễ đào ý tứ sâu xa đó ra, 18 ban võ nghệ, mọi thứ đều có, đảm bảo đủ cho người học. Còn dám xưng là minh tương nữa sao? Còn biết xấu hổ không? Cái người, cái đồ lưu manh. Lời này của người ta điện không thích nghe, nếu chạy tới nhìn trộm chúng ta, cũng không thể thấy ngươi thành trọng một chút nào. Ở chỗ này ngươi thể che đậy được. Diệp Đào nói xong phất tay lại thêm một đạo phong ấn, đem điện tần bồng dao cũng phong ấn lại, miễn cho sau khi đi vào rồi lại banh cạnh khói lửa. Ồ, hai vị đại gia làm sao giờ mới đến à? Một đám nữ tử hồng trần tại cửa ra vào kiếm khách nhào nhào xông tới. Cố Huệ nhận ra Diệp Đào cùng Tần Mộng Dao, chỉ trách Diệp Đào dùng bí pháp che lấp chân dung. Diệp Đào làm việc rất đáng tin cậy. Điều đáng nói là sau khi Tần Mộng Dao cải nam trang thì có như là một vĩ nam tuấn tú thuộc các chủng loại đẹp trai bỏ mẹ kia. Chính là như thế mới rước lấy nhiều nữ tử tù lại, vóc người soái ca, nhìn xem cũng đẹp mắt, thật sự không được thì lấy về cũng được. Ta tới huynh đệ này không có kinh nghiệm gì, hầu hạ cho ca ca thật tốt đó. Diệp Đào xách ra một túi trữ vật hoàn toàn chính xác là xa xỉ, còn trả tiền cho Tần Mộng Dao đi vào uống rượu. Một lần là hai lần liền sẽ quen. Một đám nữ tử vây quanh Tần Mộng Dao, gương mặt anh tuấn kia nhìn xem rất dễ chịu. Tần Mộng Dao có miệng mà không trả lời được, tia lửa trong mắt rất là kiều diễm. Học hành thật tốt vào, ta thấy như là đã trả tiền, học nghiêm túc một chút. Diệp Đào phất tay đưa mắt nhìn Tần Mộng Dao tiến vào Thanh Lâu. Dứt lời, con hàng này lặng lẽ cười một tiếng, phủi mông một cái rời đi. Lại nhìn phía sau lưng anh, Tần Mộng Dao bị nữ tử hồng trần bao trùm, tu vi bị phong cấm, y như một phàm nhân, có thể nói là không có chút sức phản kháng nào, trực tiếp bị lôi đi vào, vô cùng náo nhiệt. Mặc kệ nàng tối nay có thể học được kinh nghiệm hay không, chuyến đi này nàng đều chú định sẽ khó mà quên được. Chuyện này còn nàng còn phải cảm tạ Diệp Đại Hào. Diệp Đại Hào ngược lại là thảnh thơi, mang theo bầu rượu đi về hướng tiểu viên. Nơi đến, nói đến cái Thanh Lâu này, thật đúng là cùng anh có quan hệ chặt chẽ. Tại Đông Hoang, anh mang Cơ Tuyết Băng đi vào. Tại Phàm Giới Đại Sở, anh mang Sở Huynh đi vào. Tại Địa Phủ lại đưa một người đi vào. Đó là một nơi tốt, kiếm tiền không hề dễ dàng, dù sao cũng phải chiếu cố sinh lý cho họ một chút. Đối với điểm này, anh từ trước đến nay đều rất hào phóng. Lúc trở về tiểu viên vô cùng yên tĩnh, chỉ có âm phong từng trận thổi qua. Diệp Đào đi đến bên cửa sổ, xuyên thấu qua khe hở nhìn vào. Sở Linh đã nằm ngủ, ngủ rất an tường, nữ tử đang mang thai là thèm ngủ nhất. Tại cầu Đại Hà, nàng chính là như vậy. Diệp Đào tên kia đi rất tự giác, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Nhưng cũng phải là anh đi lào vào làm chuyện bất chính. Sở Đình Nhi có thai, rồi chuyện đó là không làm được, chẳng qua ôm nàng ngủ vẫn là có thể. Lại nhìn tới chỉ do hỏa trong bụng nàng, ngược lại là tinh thần vô cùng phấn chấn. Lúc Diệp Thảo nhìn nàng, tiểu hoa như kia chính là ha hả cười không ngừng, mồm mím hồng hào, béo múc bít, như thế nào cũng đều đáng yêu làm sao. Lại còn cười, chờ khi ta tìm được cha ruột của ngươi sẽ một chân đạp chết thành.